Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang một đối tượng đang chuẩn bị giao 39 cá thể đồi mồi còn nguyên đầu và mai cho khách hàng. Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại căn nhà số 77 thuộc ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu do bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1973, làm chủ. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang Trần Minh Lành, sinh năm 1994, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Đang chuẩn bị giao 39 cá thể đồi mồi còn nguyên đầu và mai cho khách hàng. Đồi mồi là loại cá thể thuộc danh mục quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của chính phủ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 3,8 tấn nội tạng động vật không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua làm việc ban đầu, Đối tượng Trần Minh Lành và bà Nguyễn Thị Phượng khai nhận toàn bộ số cá thể đồi mồi cùng số nội tạng động vật trên là của Phúng Nhị Tắc, sinh năm 1984, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu. Mua đem về tàng trữ để giao cho khách hàng. Hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện Gò Dầu xử lý.